Bác sĩ tiết lộ, đi ngủ cứ làm hai điều này, cực tốt cho sức khỏe. Cứ đặt lưng là ngủ say đến sáng, gan thận yếu mấy cũng hồi sinh trở lại. Kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Quý vị thân mến, chưa bao giờ những từ như là mất ngủ, khó ngủ, ngủ không ngon giấc lại được bàn tán rôm rả như hiện nay. Trong thời đại kỹ thuật số, giấc ngủ đối với con người ngày càng đắt giá, khối lượng công việc khổng lồ cộng thêm vô vàn những áp lực căng thẳng từ cuộc sống. Bên cạnh đó, còn có những cám dỗ từ các thiết bị điện tử, những thú vui chơi giải trí trực tuyến càng khiến con người xa rời với khái niệm ngủ đủ giấc, ngủ ngon giấc. Tôi để ý thấy, hầu hết mọi người thường sử dụng điện thoại di động trước khi đi ngủ. Việc làm này hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe. Thay vào đó, nếu cô bác thực hiện hai động tác này thì sẽ có thể đặt lưng xuống là ngủ sâu, ngủ say đến sáng, gan thận khỏe như voi. Ngay sau đây, xin mời quý cô bác theo chân kênh Ăn Sạch Sống Khỏe đi tìm hiểu xem đó là hai động tác nào mà đem lại hiệu quả gì nhé. Bác sĩ cảnh báo, đi ngủ cứ làm hai điều này cực tốt cho sức khỏe, cứ đặt lưng là ngủ ngay đến sáng, gan thận yếu đến mấy cũng hồi sinh trở lại. 1. Tư thế gác chân lên tường. Chỉ cần vài phút thực hiện tư thế gác chân lên tường vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc sau khi thức dậy là đã có thể giúp cơ thể phục hồi sinh lực một cách hiệu quả. Thư giãn, xua tan căng thẳng. Nằm gác chân lên tường kết hợp với việc tập trung điều hòa hơi thở có thể khiến cơ thể dần thả lỏng và được thư giãn. Nhịp tim cũng sẽ bắt chậm lại, từ đó tạo ra một phản ứng thư giãn giúp giảm lo lắng, căng thẳng, mất ngủ và dần đạt đến trạng thái thiền định. Tăng cường lưu thông máu. Việc nâng cao chân trong tư thế gác chân yoga này sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng tích tụ chất lỏng dư thừa. Ngoài ra, bằng cách đảo ngược tác động của lực hấp dẫn, bài tập này cũng giúp tuần hoàn máu và máu được lưu thông lên não. Cô bác sẽ cảm thấy thoải mái, thư giãn và làm việc tốt hơn. Giảm đau nhức, phù nề ở đùi và bàn chân. Từ lâu, tư thế gác chân lên tường đã được xem là phương thuốc thần kỳ giúp giảm sưng, đau ở đùi, chân, bàn chân. Nguyên nhân là do tư thế này có tác dụng vận chuyển máu dọc theo chân, tỏa đều khắp bàn chân, giải tỏa áp lực ở các vị trí bị tắc nghẽn và tích tụ, làm giảm bớt sự phù nề. Do đó, động tác này cực kỳ hữu ích nếu cô bác phải ngồi nhiều hoặc phải trải qua các hoạt động thể chất nặng nhọc. Tốt cho cột sống. Tư thế gác chân lên tường có thể làm giảm nguy cơ cong vẹo cột sống. Hông của cô bác càng gần tường thì gân kheo của cô bác sẽ càng căng, cột sống cũng sẽ được thư giãn, từ đó giúp tránh được nguy cơ bị đau lưng dưới. Tốt cho hệ tiêu hóa. Gác chân lên tường kết hợp với hơi thở chậm, nhịp nhàng, hệ thần kinh sẽ dần đi vào trạng thái nghỉ ngơi và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Trong trạng thái này, cơ thể sẽ chủ động tiêu hóa bất cứ thứ gì cô bác đã ăn, cũng như bắt đầu làm việc để phục hồi cơ thể. 2. Tư thế đứa trẻ. Tư thế thứ hai là tư thế đứa trẻ. Chỉ nghe đến cái tên thôi, chắc hẳn cô bác đã thấy thư thái và yên bình như những bào thai trong bụng mẹ. Nếu cô bác đang tìm kiếm một tư thế vừa giúp thư giãn đầu óc, vừa tác động đến thể chất, vừa ngăn ngừa và hạn chế các cơn đau lưng mãn tính, thì tư thế đứa trẻ chính là giải pháp hoàn hảo dành cho cô bác. Tốt nhất, cô bác nên tập tư thế đứa trẻ sau khi ăn khoảng 4 đến 5 tiếng để đảm bảo thức ăn đã được tiêu hóa hết và cơ thể có đủ năng lượng để luyện tập. Ngoài ra, tư thế đứa trẻ là tư thế mà cô bác có thể giữ trong thời gian dài mà không cần đạo cụ. Làm dịu tinh thần cực kỳ hiệu quả. Khi thực hiện tư thế đứa trẻ, đầu của cô bác, cụ thể là điểm ngay giữa hai lông mày, sẽ được đặt trên thảm tập. Điều này có tác dụng làm dịu não bộ tức thì. Không những vậy, việc gặp mình với đôi mắt hướng về cơ thể còn là một tín hiệu để thông báo với não rằng cơ thể đang trong trạng thái an toàn. Chính vì vậy, tâm trí của cô bác sẽ không cần phải lo lắng hay bận tâm. Tư thế em bé giúp cô bác dừng lại những âu lo bận rộn, tìm lại vị trí của mình, kết nối hơi thở và chuẩn bị tiến về phía trước. Chính vì hiệu quả làm dịu tinh thần nên tư thế này rất phù hợp để cô bác cải thiện giấc ngủ của mình. Chỉ khi tinh thần được thả lỏng thì giấc ngủ mới mau chóng tìm đến. Tốt cho hệ tiêu hóa.
Tư thế em bé được thực hiện với hai đầu gối được đặt gần nhau, bụng nằm trên đùi. Đây là cách tuyệt vời để xoa bóp các cơ quan nội tạng, giúp củng cố và cải thiện chức năng, đồng thời ngăn ngừa tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Khi cô bác hít sâu và thở ra, bụng của cô bác sẽ phình ra và hóp vào, tạo ra một hiệu ứng massage cho các bộ phận trong bụng. Kéo giãn vùng lưng dưới. Đau lưng là tình trạng rất phổ biến mà hầu hết chúng ta đều gặp phải trong cuộc sống hiện nay. Đặc biệt, nếu cô bác là dân công sở, mỗi ngày phải làm ngồi việc hàng giờ, hoặc nếu cô bác làm những công việc phải đứng, ngồi cả ngày, thì nguy cơ gặp phải tình trạng này là rất cao. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do chúng ta có xu hướng đổ trọng lượng của bản thân lên lưng hoặc do thói quen đứng, ngồi không đúng. Tư thế đứa trẻ sẽ tác động, điều chỉnh vùng lưng, xương sống, đồng thời giúp thư giãn và tăng cường sự dẻo dai. Mở rộng hông. Cũng giống như vùng lưng dưới, việc ngồi hoặc đứng trong thời gian dài có thể thắt chặt các cơ quan trong và xung quanh hông. Khi thực hiện tư thế đứa trẻ, hai đầu gối của cô bác sẽ mở rộng để bụng có thể thư giãn giữa hai đầu gối. Điều này sẽ tạo điều kiện để kéo giãn và mở rộng vùng hông. Đồng thời, tập tư thế này thường xuyên, cô bác còn tránh được các cơn đau hông cũng như cải thiện và duy trì sức khỏe của hông trong suốt cuộc đời. Giúp cô bác nhớ rằng nghỉ ngơi là một điều cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Trong cuộc sống, sẽ có lúc cô bác thúc đẩy bản thân làm việc hơn mức bình thường để có thể đạt được những mục tiêu. Nhiều lúc, điều này sẽ khiến cô bác quên mất nghỉ ngơi cũng là một phần thiết yếu của cuộc sống. Trong yoga, nhiều người ép buộc thúc đẩy bản thân thực hiện các tư thế yoga nâng cao mà lại quên rằng các tư thế nghỉ ngơi, yoga thiền định cũng là một phần quan trọng của cuộc sống. Chính vì vậy, hãy dành 5 đến 10 phút mỗi ngày tập tư thế đứa trẻ để có thể giải tỏa năng lượng tiêu cực, là một trong những tư thế yoga tốt cho vai cũng như nạp thêm năng lượng cho những ngày làm việc sắp đến. Cách thực hiện. Bước 1. Khởi động bằng tư thế ngồi quỳ gối xuống sàn và ngồi lên gót chân. Khi đã cảm thấy thoải mái, mở rộng đầu gối và hông. Hít thở đều. Bước 2. Gập người về trước giữa hai đùi. Thở ra, chú ý đầu và ngón chân chạm sàn, gáy thư giãn. Bước 3. Từ từ mở rộng hông và thư giãn giữa hai đùi. Bước 4. Đưa hai tay duỗi thẳng về phía trước, hai lòng bàn tay úp xuống, hoặc cô bác cũng có thể duỗi thẳng tay về phía sau, dọc theo lưng, hai lòng bàn tay mở hướng lên. Bước 5. Thả lỏng vai, cảm nhận được sức nặng của vai, bụng thư giãn trên đùi. Bước 6. Giữ tư thế trong khoảng từ 30 giây đến 1 phút hoặc lâu hơn tùy theo khả năng của cô bác. Bước 7. Thư giãn, hít thở đều và nâng người lên từ từ để về lại tư thế chuẩn bị. Những lưu ý khi tập. Có hai biến thể của tư thế và cả hai đều bao gồm cách đặt cánh tay. Một là đặt cánh tay của cô bác ở hai bên cơ thể với lòng bàn tay hướng lên trên. Cách còn lại là đặt cánh tay của cô bác trước cơ thể dọc theo sàn như thể cô bác đang nâng cao cánh tay của cô bác. Hai biến thể này có thể tăng khả năng kéo dài của chân và lưng. Tư thế em bé tạo áp lực và căng thẳng lên đầu gối. Nếu cô bác bị đau đầu gối và không thể thực hiện tư thế ở mức độ tối đa, hãy đặt một tấm thảm yoga cuộn hoặc khăn tắm giữa đùi và bắp chân của cô bác. Điều này sẽ thêm đệm và giảm bớt những gì không cần thiết có thể gây căng thẳng trên đầu gối. Cô bác có thể đặt một tấm thảm yoga hoặc khăn tắm dưới đầu gối để thêm đệm để tạo sự thoải mái. Nếu cô bác không thể đưa trán xuống sàn trong khi thực hiện tư thế, cô bác có thể thêm một khối yoga để tựa đầu để giảm căng thẳng quá mức cho phần dưới của cô bác. Không thực hiện động tác này khi bị tiêu chảy. Tư thế này không dành cho phụ nữ mang thai vì có thể gây áp lực không cần thiết lên vùng bụng, chân và lưng dưới. Nếu cô bác bị đau đầu gối hoặc khó chịu thì cũng không nên tập lâu hoặc làm theo hướng dẫn ở trên. Phần 2. Những thói quen xấu khiến sức khỏe thị lực ngày càng suy giảm. Đôi mắt được ví như cửa sổ tâm hồn của mỗi người. Vì vậy, có được đôi mắt đẹp sẽ giúp cô bác trở nên tự tin hơn. Tuy nhiên, với một vài lý do nào đó mà cô bác có vấn đề về đôi mắt của mình, khiến cô bác nhìn mọi việc ở xa trở nên khó khăn hay người ta còn gọi là cận thị.
Khi bị cận thị, đôi mắt của bác sẽ trở nên bớt thông minh và có phần ngờ nghịch. Và càng ngày mắt của bác sẽ càng trở nên cận thị nặng hơn, mà nguyên nhân là do một số thói quen không tốt từ chính bản thân của bác gây ra. Ban biên tập chương trình sẽ giúp các cô bác tìm hiểu một số thói quen của những người bị cận sẽ ảnh hưởng xấu đến chính đôi mắt của họ. 1. Sử dụng kính sai độ cận. Đeo kính không đúng độ cận là một trong những việc gây nên tác hại cho đôi mắt của cô bác ngày càng trở nên xấu đi. Đặc biệt khi đeo kính có độ nặng hơn độ cận thật của mắt thì sẽ khiến cho mắt bị mỏi, phải căng ra để nhìn. Nó sẽ làm cho mắt cô bác trở nên yếu đi và có thể gây suy giảm hơn nữa thị lực của cô bác. Còn nếu đeo kính có độ nhỏ hơn độ cận của cô bác thì sẽ khiến cô bác khó nhìn và có thể gây nhược thị. Nguyên nhân của việc đeo kính không đúng độ có thể do việc bác sĩ khám và chẩn đoán không chính xác hoặc nhầm lẫn, do cô bác quá sợ hãi khi biết bị cận mà bất chấp đeo những loại kính không phù hợp. Vì thế, để bảo vệ và có một đôi mắt luôn khỏe đẹp và giảm nguy cơ tăng độ cận hơn nữa, thì cô bác nên thường xuyên đi kiểm tra mắt 6 tháng một lần, nhờ đến sự tư vấn của các chuyên gia để biết cách chăm sóc và bảo vệ mắt, lựa chọn được kính có độ phù hợp nhất. 2. Quá phụ thuộc vào kính. Thói quen phụ thuộc vào kính cũng là nguyên nhân khiến mắt cô bác càng trở nên cận hơn, mắt sẽ nhìn đờ đẫn, kém thông minh. Hiện tượng này xảy ra khi một số cô bác có thói quen đeo kính dù đi đâu hay làm gì để có thể nhìn rõ mọi việc bất cứ khi cần. Tuy nhiên, đó là một sai lầm lớn vì đôi mắt của cô bác cũng giống như con người, hoạt động lâu sẽ mệt mỏi, cần phải có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn bằng việc tiếp xúc với môi trường, không phải nhìn theo một độ chính xác nào từ những đôi kính. Vì thế, nếu bị cận thị dưới 1,5 độ thì không nên sử dụng kính quá nhiều mà chỉ dùng chúng khi học tập hoặc khi cần nhìn xa, đồng thời không được sử dụng liên tục suốt cả ngày. Để đôi mắt có thể khỏe hơn và thư giãn thì cô bác hãy cho đôi mắt mình luyện tập nhìn xa mà không đeo kính. 3. Học tập, làm việc ở nơi thiếu ánh sáng. Một nguyên nhân nữa khiến tình trạng mắt cô bác càng trở nên tồi tệ hơn, đó là việc sống và làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng. Như việc học tập, làm việc hay sử dụng máy tính nếu không cung cấp đủ ánh sáng sẽ khiến thị lực của cô bác yếu đi. Cô bác phải điều tiết mắt để có thể nhìn rõ hơn. Chính vì thế mắt sẽ hoạt động quá nhiều, làm cho mắt lồi ra, gây dại, độ cận của đôi mắt cũng không ngừng tăng lên. Nếu thói quen này tiếp tục diễn ra trong thời gian dài, sẽ khiến cho thị lực của cô bác dần mất đi, đôi mắt sẽ không còn khỏe đẹp như trước nữa. 4. Lạm dụng thuốc nhỏ mắt. Việc lạm dụng thuốc nhỏ mắt sẽ gây giãn các mạch máu ở mắt, da khi tác dụng của thuốc giảm đi, tạo ra thành vòng luẩn quẩn. Đỏ mắt, nhỏ thuốc, mắt càng đỏ và lại càng phải nhỏ thuốc. Thay vào đó, chúng ta cần cố gắng xác định nguyên nhân và đối phó với nó. Ví dụ, nếu mắt khô do trời lạnh và dùng lò sưởi, hãy đầu tư vào máy tạo độ ẩm và đừng ngồi quá gần máy sưởi. Bổ sung thêm nước bằng cách uống nhiều nước và ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin A, C và E, chất béo omega 3 như cá hồi, và đeo kính râm để bảo vệ mắt khỏi gió và lạnh. Thuốc nhỏ mắt có thể dùng thường xuyên đến mức nào lại phụ thuộc vào từng loại. Thuốc nhỏ mắt có chứa chất bảo quản sẽ có thời hạn sử dụng lâu hơn. Tuy nhiên, chất bảo quản trong thuốc nhỏ mắt gây kích ứng mắt nhiều hơn. Các chuyên gia mắt khuyên không nên sử dụng loại thuốc nhỏ mắt này quá 4 lần một ngày. Thuốc nhỏ mắt không có chất bảo quản là tốt nhất cho những người có mắt nhạy cảm. 5. Sử dụng thiết bị điện tử quá lâu. Thiết bị công nghệ ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Thông thường, hầu hết mọi người phải dùng máy tính, điện thoại, iPad nhiều nên khó tránh khỏi bị khô mắt. Theo khoa học, thời gian dài tập trung vào màn hình máy tính là nguyên nhân dẫn đến khô và nhức mắt. Không những thế, điều này còn ảnh hưởng đến cơ thể và trí nhớ của não. 6. Không đeo kính râm khi ra nắng. Một điều thường thấy, mọi người cũng hay chủ quan không đeo kính mát khi ra đường. Ngày qua ngày, tia UV sẽ làm đôi mắt bị giảm thị lực, tổn thương bề mặt mắt, thậm chí có thể dẫn đến ung thư mí mắt và vùng da quanh mắt. Đó là lý do tại sao chúng ta nên chuẩn bị một cặp kính mát chất lượng tốt để bảo vệ mắt tối đa khỏi những tổn thương từ ánh nắng mặt trời.
Tuy nhiên hiện nay, các sản phẩm kính giả, nhái kiểu dáng, nhãn mác các thương hiệu, hàng hiệu đang được bày bán tràn lan từ các cửa hàng nhỏ lẻ đến cửa hàng sang trọng. Sử dụng sản phẩm hàng nhái, hàng không thương hiệu được quảng cáo là có tính năng chống tia UV là tác nhân chính gây ra những tổn thương không thể hồi phục cho mắt. Quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn là sau chương trình ngày hôm nay, cô bác đã nắm được hai động tác rất hữu hiệu để cải thiện giấc ngủ và những nguyên nhân khiến đôi mắt của mình ngày càng kém đi. Kênh Ăn Sạch Sống Khỏe hy vọng rằng với những thông tin này sẽ giúp quý cô bác có căn cứ để thay đổi thói quen sống và sinh hoạt để cơ thể ngày càng khỏe mạnh hơn. Hẹn gặp lại quý cô bác trong các chương trình tiếp theo.